trong đó là một hợp chất không tên, nguồn do hội cung cấp, thành phần tương tự thuốc hạ đường huyết, nhưng có tác dụng phụ là khiến bệnh nhân bị nhiễm toàn lát tích. Và theo tính toán của tôi, sau khi tiêm hợp chất này vào người, bệnh nhân sẽ có biểu hiện co giật, rồi sau đó hôn mê sâu. Nếu bệnh nhân không được sơ cứu trong vòng 30 phút hoặc cấp cứu trước 1 tiếng đồng hồ, chắc chắn bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Và nguyên nhân cái chết sẽ được quy chụp là do bệnh nhân thiếu hiểu biết khi sử dụng thuốc. Mà nếu có cứu được thì bệnh nhân cũng bị tổn thương não và liệt nửa người. Và địa điểm ăn trưa sẽ là nhà hàng Mộc Thủy, nằm trên con ngõ 8 phố Trung Thành. Nơi này cách bệnh viện lớn nhất thành phố là 30 phút đi xe, và cũng cách trung tâm điều phối xe cấp cứu là 2/3 quãng đường đó. Và nếu xe cấp cứu tới muộn, không còn gì để nói nữa. Con ngõ 8 là một con ngõ rộng nhất của phố Trung Thành. Hai xe ô tô con có thể tránh nhau. Và khoảng cách từ nhà hàng Mộc Thủy ra tới đầu ngõ này là 400m. Khách tới đây ăn thường sẽ đậu xe ở lô đất xây dựng ngay bên cạnh đây. Và khi Trần Đức trúng độc, tôi sẽ yêu cầu dùng xe riêng của mình để đưa Trần Đức tới bệnh viện. Nhưng chắc chắn có một điều, vợ của cậu ta sẽ không đồng ý. Vì sao? Vì cô ta hiểu rõ bệnh tình của chồng mình. Cô ta sẽ yêu cầu chờ xe cấp cứu tới, vì cô ta tin rằng sơ cứu sẽ nhanh và hiệu quả hơn việc đánh cược tính mạng của chồng cô ta trên đường đi. Chính vì thế, ngay khi tôi có hiệu lệnh, anh phải đánh xe vào đây, vứt chìa khóa rồi bỏ đi. Và nhớ là phải đậu xe đây, để không có một xe nào đi lọt qua. Tôi nhớ rồi. Và anh cũng phải nhớ, kể cả tôi không nháy máy thì anh vẫn phải sẵn sàng. Nếu xe cấp cứu tới sớm, anh phải phi xe ra chặn ngang đường. Còn nếu xe cấp cứu đến muộn thì thôi, tránh để lộ những dấu vết không cần thiết. Việc của tôi có thế sao? Vì anh đã từng có tiền án, không tiện xuất hiện nhiều.